của ai đây? Chào anh. Chào em. Đấy hả? Trân trọng giới thiệu, em gái tôi đó. Phải không đó? Ê, tôi không biết ông có em gái dễ thương vậy luôn nha. Ừ, em gái tôi mà phải dễ thương chứ. Tôi muốn xài số cũ á. Rồi có gì bữa nào rảnh alo cà phê nha. Vẫn xài số cũ đúng không? Đúng rồi. Rồi rảnh gặp cà phê sau ha. Ok. Về nha. Dạ. Ê, bạn gái, em gái dễ thương lắm á nha. Ờ. Trời, người ta khen em gái dễ thương kìa. Bây giờ em gái đi với anh trai đi chăm ăn chăm uống ha. Em gái bận rồi, xin lỗi nha. Em gái có hẹn với bạn của em gái rồi. Ủa mà... Tin vô ông Quốc hả? Có ngày bán lúa giống thì có. Em đang làm gì vậy? Anh không thấy sao còn hỏi nữa. Em đang chăm bài đó. Chăm bài là gì? Chăm bài có nghĩa là chăm chỉ học bài. Nhìn vậy mà cũng không biết nữa. Câu đó không biết hả? Không biết. Vậy mà anh cứ tưởng em là chăm tin không chứ? Chăm... chăm tin là gì? Chăm tin nghe đang chăm chỉ nhắn tin đó. Hay quá ha. Nè, nói nghe nè. Anh chăm thuộc xong rồi, tới đây liền luôn á, rủ em đi chăm ma uống nè. Cái gì vậy? Thôi, mày mới không có nói tắt với anh nữa đâu nha. Anh nói vậy có nghĩa là cái gì? Trời, có nghĩa là anh chăm chỉ phẫu thuật xong ra đây liền, rủ em tụi mình đi chăm chỉ ăn uống. Mệt quá, bắt chước nhanh quá ha. Em thấy anh hơi bị lậm luôn rồi đó. Cái gì? Anh đâu bắt lậm gì đâu. Anh chỉ là hơi chăm đùa thôi. Đó, anh này. Em đi chăm ăn chăm uống hả? Sĩ. Ủa, Âu Thành Cát. Khỏe không? Khỏe. Nghe nói dạo này ở trong bệnh viện làm việc ok lắm hả? Ờ, làm cũng bình thường à. Khiêm tốn quá, ông giỏi mà. Có đâu. Ủa, ai đây? Chào anh. Chào em. Đấy hả? Trân trọng giới thiệu, em gái tôi đó. Phải không đó? Ê, tôi không biết ông có em gái dễ thương vậy luôn nha. Ừ, em gái tôi mà phải dễ thương chứ. Tôi muốn xài số cũ á. Rồi có gì bữa nào rảnh alo cà phê nha. Vẫn xài số cũ đúng không? Đúng rồi. Rồi rảnh gặp cà phê sau ha. Ok. Về nha. Dạ. Ê, bạn gái, em gái dễ thương lắm á nha. Ờ. Trời, người ta khen em gái dễ thương kìa. Bây giờ em gái đi với anh trai đi chăm ăn chăm uống ha. Em gái bận rồi, xin lỗi nha. Em gái có hẹn với bạn của em gái rồi. Ủa mà... Ủa, không tính tiền nữa hả? Em ơi, tính tiền. Trân trọng giới thiệu, em gái tôi đó. Phải không đó? Ê, tôi không biết ông có em gái dễ thương vậy luôn nha. Ừ, em gái tôi mà phải dễ thương chứ. Em gái hả? Sao không kêu tôi bằng bà nội luôn đi dưỡng hai? Em gái, em gái. Phức tạp quá nha. Vô cùng phức tạp luôn á. Để coi, bồ nói á là bồ với ổng đã từng hôn nhau rồi đúng không? Ừ. Nhưng mà ổng chưa bao giờ đề cập đến chuyện hai người quen nhau. Nhưng mà hai người đã đi ăn chung nè, uống nước chung nè, rồi còn đi xem phim nữa. Như vậy là hẹn hò được chứ còn gì nữa. Còn đón lên chung với nhau nữa. Hai người tôi không hiểu nổi luôn á. Tôi cũng không hiểu đâu. Tôi cũng không hiểu nổi luôn nè. Mà ổng chỉ giới thiệu bồ với người quen á là em gái thôi hả? Thiệt hả? Thì đó. Ai mệt ghê. Vậy chắc để tôi gặp ổng thử coi. Coi á, ổng có đang đùa giỡn với bồ không? Hay là tính ổng nhút nhát nên mới vậy thôi. Yên tâm đi. Tôi á, có mắt nhìn bạn trai lắm á nha. Vậy hả? Ừ. Ừ. Vậy bà gặp ổng kiểm tra thử coi. Ừ. Có chuyện gì vậy? Có ăn mì gói không? Chuyện này mì gói quá mà. Thôi lên thay đồ cái rồi xuống đăng ký đi ha. Ai ăn thì anh nấu ăn nha. Công nhận cặp mắt nhìn bạn trai của bà ổn ghê á. Nếu anh rảnh thì một tiếng nữa tụi mình gặp nhau nói chuyện đi.
Ủa mày làm gì mà sáng sớm rủ anh ra đây vậy? Sáng đâu mà sáng, 11, 12 giờ trưa rồi chứ bộ. Ờ hả? Cũng 11, 12 giờ trưa rồi. Nghe nói hôm qua mới lãnh lương mà đúng không? Đúng rồi. Vậy hôm nay anh đãi em đi ăn ha. Cũng được. Đi ăn thôi. Đi ăn thôi. Ủa? Ơi. Ủa? Tình cờ thiệt ha, sao gặp nhau ở đây ta? Chuẩn bị đi đâu nữa? Trời ơi. Dạ, chào anh. Em chào anh. Tình cờ thiệt. Đi đâu đây? À, tôi với anh tính đi ăn nè, đi ăn chung không? Ủa? Em rủ bạn em đi chung với mình, anh có phiền không? Ờ, bạn em đương nhiên không phiền rồi. Đi. Rớt lăn cái gì chiên. Để cho anh. Thôi bỏ này đi. Cho cái này. Thôi khỏi. Không, nhưng bù lại lấy cái này nha. Cái này ngon. Ngon lắm. Anh cũng là đàn ông mà không hiểu nổi ổng luôn. Hay là bây giờ mình thử xác nhận chắc chắn lại với ổng một lần nữa coi sao. Coi ổng là có thích bà hay không. Xác nhận gì? Tôi không có mặt dày tới nỗi mình đi hỏi ổng luôn nha. Trời ơi, thì tôi có nói với bồ là trực tiếp đi hỏi ổng đâu. Chứ sao? Thì bây giờ bồ nói với ổng là em sắp đi du học rồi, để xem là ổng có níu kéo bà lại hay không. Nếu như mà ổng níu kéo bà lại á, nghĩa là ổng thích bà, ổng thương bà thiệt. Còn nếu như ổng nói thôi em đi mạnh khỏe nha, có nghĩa là ổng không có thích bà đâu, nên nó chia tay đi. Ừ, tôi thấy cách này được á. Hay là xài cách này ha. Ừ, được á. Nè. Dạ. Mấy đứa bà chuyện gì bà vui vậy? Dạ đâu có gì đâu. Có liệu. Ủa sao vậy? Nè, bộ nói xấu tôi hả? Xong rồi hả? Ừ. Nè, sao nhìn thấy quậy quậy quá vậy? Mệt quá. Nè, đưa vô phòng tôi ngủ một chút, có gì gọi tôi nha. Giờ em đang ở gần bệnh viện, nếu anh rảnh thì mình đi uống cà phê nha. Mình làm gì có quá đáng không ta? Sao rồi bồ? Tôi đang đợi ông tới, tôi sẽ làm theo cách của bà. Thử nói là tôi sắp đi du học coi ông tính sao. Tôi phải xác nhận thật ra trong lòng ông có tôi hay không. Công nhận gần đây có nhiều chỗ công ty làm giấy tờ đi du học quá ha anh. Ủa? Giấy tờ đi du học hả? Ừ. Mà sao em lại tìm mấy chỗ đó? Em có chuyện này muốn nói với anh, không biết có nên nói không? Có chuyện gì hả? Anh thấy hẹn anh cà phê giờ nè, thấy nghi rồi. Có chuyện gì? Em sợ anh bất ngờ quá đó. Không sao, em nói đi. Em quyết định là em sẽ đi du học. Du học? Ừ. Em đi du học ở đâu? Du học New York. Đi New York. Vậy em tính đi bao lâu? Khoảng một năm á. Đúng là bất ngờ thiệt. Nhưng mà nè, tại sao quyết định đi đột ngột vậy? Thật ra là tại vì em cũng đã chuẩn bị hết về phần tiếng Anh rồi, rồi em học nâng cao, rồi ba mẹ em cũng ủng hộ cho em nữa, cho nên em quyết định đi. Anh thấy sao? Anh thấy đương nhiên nên đi rồi. Đi năm lần á? Đúng rồi. Dù sao gì em cũng mất công là học ngoại ngữ. Anh nghĩ một năm ở New York là xứng đáng. Đó là thành phố để mà mình sống và mình học tập được nhiều. Anh vẫn ủng hộ em đi á hả?
Đương nhiên rồi. Em đi thiệt đó nha. Em đi mạnh giỏi nha. Nhớ gì chuyện sức khỏe đó. Đợi chừng nào em đi. Hỏi chi? Chị nào đi hỏi chi? Hỏi đi làm gì? Hỏi đi chơi là chơi đến một thời gian hả? Ủa là sao? Hồi còn gì em đi mạnh giỏi nha nữa chứ. Tức thiệt. Anh không biết em tức chi luôn á. Như vậy rồi còn phải suy nghĩ nữa hả? Bỏ cuộc đi. Vậy là đó giờ ông coi em như là trò đùa hả? Khoan khoan, 30 chưa phải là Tết. Hay là bây giờ bà thử lại lần nữa coi sao? Thử gì nữa? Mọi chuyện rõ rõ rành rành vậy rồi. Thì giờ bà có còn gì mất nữa đâu. Biết đâu á hả, ông tưởng đâu bà sắp đi du học nhưng mà vẫn còn thời gian bên ổng thì sao? Thì giờ bà có thử lại lần nữa rồi quyết định chưa muộn mà. Ê, chào mọi người. Ủa, có cái gì mà sao mà tụ tập đông đủ vui quá vậy? Dạ không có gì. Không có gì đâu. Xấu tuổi sao á? Bấm đi. Anh nghe nè. Anh hả? Chuyện em nói em sắp đi du học á, có một chút thay đổi anh ơi. Em sẽ đi sớm hơn á. Sớm hơn hả? Sao vậy? Thì tại vì đột ngột thay đổi. Ngày mốt em đi. Sao gấp quá vậy? Tại vì đâu có lý do gì để mà ở lại đâu. Cho nên em phải đi sớm hơn. Anh có thấy đột ngột quá không? Anh nghĩ thì dù sao cũng đi mà. Đi sớm tốt hơn chứ sao? Vậy hả? Anh thấy đi sớm hơn tốt hả? Anh à, mấy giờ em đi vậy? Để anh biết anh đang tiễn mà. Thôi khỏi đi, em tự đi được. Sao được? Bây giờ anh bận quá, anh không có thời gian tổ chức tiệc chia tay với em. Cho nên anh phải ra tiễn em cho đỡ anh ấy chứ. Sao, không chịu hả? Sĩ, Trung Khoa kiếm không kìa. Bây giờ anh bận rồi, có gì nói chuyện sau nha. Nha. Nè, alo. Như vậy thì rõ rồi. Ổng chịu quen bộ cho chơi thôi. Thằng cha dưỡng hai này. Mai xa sớm ai gọi rồi trời. Alo. Em chuẩn bị hành lý xong chưa? Hôm nay em bay đúng không? Hả? Đúng rồi. Hôm nay em bay du học. Đúng rồi. Xuống lẹ đi nha. Anh đến trước cửa nhà em nè. Rồi anh chở em ra sân bay luôn. Em xuống liền. Có chuyện đó thôi hả? Đâu có. Em ký gửi trước hành lý ra sân bay rồi. Mà có gì không? Không có gì. Ủa, đâu chuyến bay đi Mỹ lúc 10 giờ đâu? Có mà. Toro Jakarta GA 960 Guangzhou CZ 4710. Đỗ tiến sĩ, đây là cơ hội cuối cùng của anh đó. Nếu như anh có thích tôi dù chỉ một chút thôi thì anh hãy nói chứ đừng có đi đi. Mau nói đi, không thôi anh sẽ phải hối hận đó nha. Min à, đi cẩn thận nha. Em sẽ tự lo liệu. Anh biết giữ gìn sức khỏe đó. Bây giờ cũng trễ rồi, anh phải vô bệnh viện. Bảo trọng nha. Cái thằng cha này. Được rồi, tôi sẽ kết thúc với anh luôn. Kết thúc. Tôi không bao giờ quan tâm đến anh nữa. Thank you.
My, em đừng có đi được không? Đi đâu? Anh dễ thôi nhưng mà... Dạ, có bạn em, bạn em, bạn em. Em đừng có đi được không? Hả? Làm ơn đừng có đi được không? Anh không thể mất em được. Ở lại đây với anh có được không? Sao? Anh gì nghe đúng bài chưa? Hả? Em tính nhắn tin cho cô Mai gì đúng không? Làm vậy chi vậy? Cười quá. Mà nói thiệt nha, em đừng có buồn nha. Em diễn dở quá. Buồn dám nói vậy nữa. Bình tĩnh đi đâu vậy? Mình đi chung mà. Buồn ra không có đi chung vậy đó. Bình tĩnh, bình tĩnh. Nói con nghe, có chuyện gì, có chuyện gì. Anh nghĩ sao? Nó, anh nói với bạn của anh đó. Em chỉ là em gái của anh thôi. Em là em gái của anh thôi chứ gì. À, anh nhớ rồi, nhớ rồi. Anh xin lỗi, nghe anh giải thích cái đã. Thật ra, anh làm người có nguyên tắc của mình. Anh không muốn người quan trọng của anh bị người khác đem ra soi mói cho nên anh mới nói vậy thôi. Anh nói đó còn ngụy biện đó hả? Anh không ngụy biện. Nghe anh nói nè, Diễm My phải là bạn gái của anh chứ làm sao em gái của anh được, có đúng không? Còn giỡn mặt giờ này mà còn giỡn mặt nữa hả? Giờ này mà còn giỡn mặt nữa hả? Đi về, đi về, đi về. Sao em mạnh quá vậy hả? Nè, em nói cho anh biết là bây giờ em đi về. Sĩ đâu? Sĩ phải không? Ờ, bác Toàn. Không ngờ gặp nhau ở đây luôn á. Ờ. Ủa mà ai đây? Đây hả? Ừ. Đây là bạn gái của tôi. Cô ấy tên là Diễm My. Dễ thương quá nha. Cảm ơn nha. Giấc mơ làm giàu, giàu, giàu thì là ai cũng cần. Chỉ mong cuộc sống đủ đầy cùng những tháng ngày. Giấc mơ làm giàu.